Hội đồng Nhân dân huyện Tam Đảo khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 21 để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất. Tại kỳ họp, với tinh thần tập trung, dân chủ, Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Tam Đảo, thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Đảo. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng phòng tư pháp huyện.